Chào tất cả các bạn nha. Nay mấy anh em tiếp tục đi thăm lú các bạn ơi. Tối có đám mưa lớn quá rồi, giờ sáng nay mình đi thăm thứ coi có gì không các bạn. Nay cũng có chị Ánh đi theo trải nghiệm cùng thăm lú với mấy anh em các bạn. Ôi, được con cá lóc. Cá lóc hả? Để em đi ăn trước rồi. Ok, có con cá lóc là cũng ngon rồi. Mới mở hàng được mới con mở cá hàng lóc là rồi. Im rồi. Có cá ăn rồi đó. Có cá chắc ngon quá. Vậy bỏ vô sạp đi cho nó chắc ăn. Chừng nào về anh nhà là nó anh rồi cho em cái móng. Này hả? Trời ơi, nè. Này có cây chìa khóa nè mà không biết luôn. Có mưa rồi, có chạy lai rai các bạn ơi. Này đặt cái này chắc cũng cỡ 10 ngày gì rồi mình không không có ra thăm luôn các bạn. Bỏ thí đi luôn nè. Không có mưa bỏ thí luôn. Lú ở ruộng này cũng dễ các bạn ơi. Phải như ở biển là phải cuốn giặt này kia. Nói chung là giặt thì nó sạch thì nó cái xác sức nó chạy nhiều hơn. Mấy anh em làm cũng không có thời gian rồi cứ đặt xuống rồi cứ bỏ đại đó các bạn. Khi nào có mưa là đi thăm thôi. Cua ốc. Ốc cua. Cua ốc không? Có hai cua. Đấy. Ốc nhóc. Kiếm mớ cá lóc về nướng này. Lâu lâu lắm rồi đó nha. Cá lóc á. Mười ngày nay hả? 10 ngày nay em chưa ăn cá lóc. Lâu rồi đó chứ. Chiều đi cắm câu nha. Nhái có kiểm tra lại không? Bỏ hôm qua giờ. Có. Nhái em không biết anh hai sao. Anh hai mày treo ngoài nắng không à? Tới hồi xách cái bọc nhái đi câu ở trong nó chết. Quẹo hết trơn, còn con nào hết. Ốc con nào con nấy chảng chảng rồi các bạn. Bữa hổm đi mò cũng chết luôn à, không có. Bữa nay đổ con lú một về ăn xỉu luôn rồi. Con ốc này cái mài giống tôi được ốc bạn không phải. Ốc này mà mình dồn ăn mới đã nè. Bự mà. Ốc đó dồn thịt à, giờ, có. Giờ này với chị đi chợ đi. Cái này mình dở ở đây lúc nào cũng chạy chứ. Nghe chân cái miệng cống à, hai đầu. Chuyến nào dở cũng có cá lóc cá chê. Bữa nay cá thấy cái mồi ít rồi bạn ơi. Có ốc nè, ốc là quá trời ngon luôn, ốc bự bự không à. Ốc này về chắc dùng thịt nữa quá, dùng thịt hấp hoặc là nướng. Nhưng bỏ ủ hả? Rồi. Đổ nó không xuống. Mấy con. Sắp hổm đổ cái chốt bành bành không? Con cá chê đó cũng bự. Bên
đây thường thường dính cá lóc cự bên đây nhiều. Lúc nào cái này mình dính cá vậy ha? Ừ. Giữa ngay miệng cống này lúc nào cái lú này cũng hai đầu chạy chứ. Đen dễ lắm các bạn ơi. Đặt lú ở đây ai muốn ăn ăn à, nửa tháng đem mới 5 lần. Đặt cho anh em vòng vòng xóm ai thiếu cá là cứ ra dỡ thôi. Dễ nha. Đó, ta bắt gặp là sao? Thì từ đây là xong. Chứ ở đây vòng ở đây cũng quen không à. Thì bắt ăn rồi buộc lú lại thôi. Người ta ăn còn mình ăn hết. Đừng có lấy lú rồi được rồi. Ăn cá là đừng lấy lú rồi được. Cấm thẩm đặt bốn mấy cái lợp đó, mấy cái lợp cá lóc. Lấy cá xong rồi lấy luôn tí. Đó, nghe chảy chảy vậy đó, chảy chảy đó. Chốt về kho tiêu rồi sạch sạch thì hết sảy rồi. Đun khô ha. Hết ý rồi. Tắp mở rồi để vô. Cá chốt quá trời luôn kìa. Chút nhỏ đó thả đi. Nhỏ bỏ. Rồi chơi nhỏ thả. Cái sạc đó mà kêu sạc bướm phải không Phương? Dạ, sạc cái đó không phải sạc bướm mà phải sạc đêm. Đẹp. Đẹp. Nó sạc bướm sạc kia kìa, nó trắng tươi à. Rồi cái lú mình gắt quá. Gắt chuột nó đi ra đường đó đó. Thấy cá đó. Chê bự không? Chuột có cắn banh lú à. Chèo hỏng quá cái cá nó chui lên á. Mấy con cá có gai thôi, mấy con cá chê với cá chốt này nó môi lên rồi là chê nó chết rồi phải không? Chết rồi. Bị chuột nó bắt mùi cái nó ra. Cắn lú đặng nó ăn cá. Ba bốn con cá chê luôn, ba con. Ba con cá chê luôn hả không? Ba con chê. Trời ơi, cá chê thôi. Cá chê quá trời. Cá chê luôn á. Cá đó bị dính lâu lắm rồi. Bị dính lâu á. Bị mấy con cá lau kiến nó quậy. Rồi cua nó canh cũng ngon. Cá này dính con à. Cua này đâm ra nó canh mùng tơi ăn cũng ngon. Yeah. Mà giờ cái màu ấy nó không ngon bằng cái chút kia. Ăn không ngon. Nó bự luôn. Cái bự luôn. Cái này cỡ 3-4 cm ra. Trắng hay lai? Chỉ lai đậu ngay cả
bự độ này để đỡ cho anh nhảy. Đỡ cho anh nhảy mới nhảy từ hai buồn lắm à. Còn mấy cái nữa hết rồi các bạn ơi. Mấy cái ngoài kia mình không có thăm. Mới vô mở hàng con cá lóc rồi, nãy giờ không có con nào hết các bạn ơi. Bữa nay chắc về chế biến món ốc đi. Ốc bữa nay lựa ốc bự nhiều lắm, bữa nay ốc bự nhiều lắm. Cái này nữa là hết luôn rồi các bạn ơi. Cái này bị người ta thăm, người ta cũng không buộc lại dùm nữa các bạn. Rồi hết luôn rồi. Giờ chạy về các bạn ơi. Nay về ăn ốc đi. Mới vô thấy có được con cá lóc, tính đâu ngon ngon rồi chứ. Tính kiếm cá lóc nướng ai ngờ thăm hết luôn, cũng không có cá lóc các bạn. Mới giờ mở hàng im quá hả? Có được mấy con cá chê gì á, 4-5 con cá chê gì các bạn ơi. Đây có cây cà na trái chín nhiều quá các bạn ơi. Trái bự bự không à. Ghé bẻ ăn ít về ngầu đường ăn. Đặc sản miền Tây mình nha. Cà na ngầu đường là đặc sản luôn á. Bữa hổm đợt trước mấy anh em có đi lặn các bạn, lặn mò hang á, cũng ghé đây bẻ nhưng mà trái nó còn nhỏ, bây giờ trái nó lớn rồi các bạn. Thơm luôn rồi, có trái chín thơm luôn á. Mới đi tới thấy thơm mùi cà na luôn, quá trời luôn rồi. Tắp vô đi em gung kìa. Gung rớt lắm hết. Hái đây nè, nhánh này không mà hái ăn không hết rồi. Quá trời trái luôn nè. Trái quần hoài. Bộ không đi bỏ đây hả Phương? Dạ. Cái này về đắp muối ăn ngon lắm. Vừa bẻ mà nước miếng là nuốt là gật rồi đó. Trái này già nha các bạn. Thử miếng. Ngọt ngay luôn á. Ngọt ngay luôn á. Ngọt ngay luôn á. Nó chưa chín nè. Nó chín mà trái sống cũng ngọt mà ra ăn trái mà mẹ. Cái dạ. Ngày giờ đập dập ra ngào á. Ngào muối muối ớt đường á.
ngon hơn là mình ngào nấu đường. Cái này không chát luôn nè. Không chát hả? Rồi mấy trái già. Trên đó cũng quá trời nhiều luôn kìa. Trời ơi trời, phía trên nó nhánh một cái nha. Trên đọt là trái dữ lắm, trái luôn. Đúng luôn. Mà mình dẫn cái mình ra, mình mẻ nhiều nhiều về mình ngào đường. Tới luôn. Rung rung nó lại rớt hả? Rớt gì mà sao? Không có, nổi, nổi, cà na nổi. Cà na chín là nổi hết. Cà na chín, cà na già. Cá không có, giờ bẻ cà na bạn ơi. Bẻ cà na đi ngào đường cho ba đồ đệ mình ra chợ ngồi bán luôn. Người đội hình thao đi bán cà na. Đây là lấy cây không chị. À, nhiều đây các bạn ơi. Nhiều đây thôi, về ngào muối hết đường là ok rồi. Ăn cho chiều ê răng hết. À, giờ về thôi. Đây mấy anh em về tới nhà các bạn ơi. Này cũng không có được cá nhiều các bạn. Được 5-6 con cá chê vậy. Con cá lóc. Với lầu kiến ăn. Ốc không các bạn ơi. Ốc bữa nay ốc bự bự không à. Con cá lóc anh hai anh chơi ăn không đủ anh thả rồi. Không xin nữa hả Đan? Khách lên tới cầu rớt xuống cái bụng nhảy. cá bắt đem về tới nhà tới cầu rồi đó, đang còn phóng sinh bữa nay gầm phải không? Gầm nên đang phóng sinh các bạn ơi. Quá trời luôn. Mấy cá này thẳng về đi. Thẳng về đi. Nó thôi để gầm lại đi. Gầm lại đi. Gầm nó đi. Gầm mấy cá trên này. Một xô cà na các bạn ơi. Cà na này chúc mấy anh em ngào muối đường nha các bạn. Bây giờ mình lựa mớ ốc nha các bạn. Mớ ốc lớn lớn nè. Cái này chắc bầm dồn thịt ba rọi nướng các bạn ơi. Này đầu bếp núi về cúng mẹ các bạn ơi. Chắc chiều tối vừa mới qua. Cái này đầu bếp đang vô nướng nha. Mấy ngốc nãy về mình lựa mấy ốc lớn ra các bạn. Mình khử một mớ đầu nữa các bạn ơi. Mớ đầu ốc nè. Cái này chút cô đang bầm chung với thịt ba rọi nha các bạn. Dưới đây bún tàu. Bún tàu. Có nấm mèo không ta? Nấm mèo còn mình... không biết để đâu. Hết rồi. Ok, hết rồi. Nấm mèo. Đây thịt ba rọi các bạn. Bún tàu. Đầu ốc mình bầm chung nha các bạn. Chút nướng các bạn ơi. Này chắc mình hấp sơn cái mình mới nướng. Bây giờ mấy con ốc hồi nãy đang dồn thịt đó các bạn ơi. Dồn thịt mình hấp sơ nó chín rồi, bây giờ mình bỏ lên mình nướng các bạn. Bữa nay ốc chảng chảng không nha. Bự không à. Ngon luôn. Mình thấy hấp dẫn rồi đó. Sáng mua thịt ba rọi về bầm các bạn. Sẵn rồi về mua ba gọi nhiều về luộc ha. Luộc lên của Minh Trắng. Cái này là tác phẩm của chị Ánh nha. Chị Ánh cuốn đẹp quá nha. Này có gỏi cuốn nha các bạn. Quá ngon luôn. Ốc dồi thịt nữa. Quá hấp dẫn rồi đó. Này lên bỏ lên là... ráo ráo ngay là quất được rồi ha Đan. Dạ, chín sẵn rồi phải không? Chín sẵn hết rồi. Hấp dẫn thịt là thấy đó. Là ngộ nhất là có hai cái cọng râu đó. Xả giật ra hả? À nó còn xả giật ra ngộ là có hai cọng râu đó. Rồi xong hết rồi các bạn ơi. Ốc đang nướng quá trời thơm luôn rồi nè. Giờ dọn xuống thôi. Rồi giờ đói gặp gỏi cuốn này thấy là hấp dẫn nha. Mắm rồi các bạn. Thêm một cái này đang chơi chán ớn chán nước chấm
Thế mới chấm quá dữ rồi. Ớt không? Quá trời dĩa ốc rồi các bạn ơi. Dĩa ốc khủng luôn. Này tới ốc luôn. Bữa hổm thì ít quá, bữa nay thì xâm xê luôn rồi. Quá trời đã luôn. Tiếp tục bình hồ lô các bạn. Bữa nay vắng núi rồi các bạn ơi. Kẹt công chuyện. Núi về bển bữa nay gầm các bạn. Về nấu đồ chay cúng các bạn ơi. Nên chiều tối thì núi mới qua được. Bây giờ bữa nay mấy anh em còn ba anh em với chị Ánh thì mấy chị em ngồi ăn các bạn ơi. Còn mình với Đen với Thông thì chắc làm ly hai ly thôi. Chứ mồi bán quá không làm thì không được. Ăn ốc dồn nướng mà phải làm về ly nha. Hai ly là nó không có tiêu đâu. Bữa nay không biết sao mà lú bữa nay quá trời dính ốc chảng chảng thôi các bạn, dòng con nào con nấy bành kia luôn. Bữa hôm mình đi mò cũng đâu có được lớn gì đâu. Mà con nấy hết hồn quá trời đã luôn. Thơm lắm rồi ha. Này đổi với anh Hai lại ngồi dưới gió mà được. Anh Hai chơi ngồi dưới gió. Ngồi dưới gió thơm. Dưới gió thơm. Thơm quá thơm. Ngồi xuống luôn vậy. Để thôi bưng cơm ăn này được rồi, chịu hơn cơm đi. Thôi chịu hơn cơm. Nội hai cái dĩa mà cuốn này là no rồi đó. Rồi ngồi xuống đây gấp rượu đi. Thông quanh đây được không? Thông quanh đây nè. Cuốn hoành tráng luôn. Đây thôi giờ cho sư phụ trước đi. Cuốn qua chịu sư phụ đi, không được thấy không? Có cái muỗng cái ấy thì mình cũng bỏ vào ăn vô rồi đó các bạn, nhưng mà nướng sao nó khô, nó hơi bị dính tí các bạn ơi. Nướng là hơi bị dính. Nướng nó dính. Mình hấp là không dính đó. Mình hấp thì nó không dính, nhưng mà mình nướng lại là nó hơi dính này. Nhưng mà cái này mình dồn đừng có dồn mạnh ém quá. Cái này ém đúng rồi. Cái này ém nhiều quá. Ém quá bởi vì nó vô tuốt trong nó dính. Mình để vừa thì vô thôi, phía ngoài thôi. Mình kéo nó ra dễ, mình ém cứng quá cái mình kéo ra nó bị dính nó khô quá. Rồi thử con ốc về chị Ánh. Sao cái chén chị Ánh dính gì vậy? Thôi chị Ánh là nãy ăn chứ. Thử con ốc về chị Ánh. Rồi. Thử cái món ốc dồi. Món đầu bếp Đen chú. Hấp dẫn không? Để coi đâu. Ngon ha, ngon ha. Làm ơi, quá ok luôn. Quá ok luôn. Nó dính thiệt nhưng mà nó vừa ăn lắm. Thơm ha. Quán thơm ngon. Nó hơi dính vừa. Chứ này hấp là nó tại bữa hổm mình hấp rồi, bữa nay để mình hấp nữa thấy kỳ quá. Để đổi lại. Mày đã dính sao? Đổi lại món nướng ha. Mày đã dính sao đi, mày cứ giờ, bắt. Giờ ốc. Vô. Cho ăn miếng này. Đúng không? Dạ. Cho miếng. Rồi, không đợi miếng nữa, không đợi miếng nè. Ít thôi. Ít thôi. Rồi vô. Vô vô ngay. Rồi mình cũng xin mời tất cả các bạn luôn nha. Xin mời tất cả các bạn luôn nha các bạn ơi. Cuốn cho nó tiêu. Chứ ăn cái này mà ăn ốc mà không. Bữa nay đâu có ngồi kế em với anh núi đâu, bởi đâu có vỗ đùi được. thường anh ngồi anh uống vô cái là anh vỗ được cái bợp các bạn. Bữa nay đây ngồi cách xa ra ngồi kế ông Dượng bởi đâu có dám vỗ. Ăn miếng. Dòng quá bé nha. Làm con ốc rồi. Nãy giờ thơm quá thơm mà chưa dám làm. Quá dính cô. Nè, ác cái gầu rồi nè. Nó mới gầu rút ra cái. Dính. Ồ, dính ra luôn rồi anh Hai ơi. Dính nướng mà. Nướng hơi khô chứ. Cậy đi. Mình chơi gì nó mới đã nè. Rồi đưa vô đó cào qua luôn ha. Cào qua luôn, đưa vô cào qua luôn chứ sao vậy. Khí thế gì nó đã chứ. Rồi cãi các bạn luôn nha. Ăn mình ốc ốc dồn. Chơi gì lừa bộ nó ngon hơn các bạn ơi. Rồi mời các bạn lên đây. Đây nướng nó hơi dính rồi cũng hơi buồn. Mời các bạn ha. Các bạn mời các bạn luôn. Dính cũng hết mà không dính cũng hết à, dính thì môi ra. Mà bán nghe mà bán nghe. Được không? Rồi mời các bạn nha. Hết chưa? Rồi. Quá ngon, chỉ gỏi quá ngon. Và gỏi cuốn quá. Quá gì mày. Quá nhiều luôn. Im lắm. Ngon.
Dánh này, kiểu này cầm máy, kiểu này như là sư phụ cầm máy, cái này là nhịn rồi. Nhịn thế nào bắt quá là làm thêm ly nữa, mời các bạn cái mình xin copy mình ăn chứ. À, giờ cái này đi đặng mình xin cúp tay gieo mà, mình ăn này, bạn nói đồ ngon này, mà mới có 2 ly là cúp tay gieo mới được đâu nha. Chúng ta phải cho 4 ly mới được. Thôi xin mời tất cả các bạn luôn nha, mình xin uống ly này, mình sẽ kết thúc video ở đây các bạn ơi. Thì, đây là một dĩa ốc dồn thịt nướng các bạn, thì thành quả của ba anh em với chị Ánh đi thăm lú kiếm cá mà không có cá các bạn ơi. Thì được mớ ốc, mình lựa ốc bự về để dồn thịt nướng. Rồi ở đây thịt ba rọi thì về chị Ánh cuốn gỏi cuốn các bạn, giờ mình thấy hấp dẫn nha. Dạ, da nhiều quá. Thôi bây giờ mình xin mời các bạn nha. Mình hửi thôi là thấy đã thèm rồi. Sâu quá. Đây nhét sâu quá, rồi giật cái hết ra rồi. Nhớ nghe anh Đan, không có nhét sâu nữa nghe, nhét cạn cạn thôi nghe. Dồn dồn cứng quá, thầy Đan dồn thịt nhiều quá rồi. Cho nên là tuốt trong rồi nướng cái bắt đầu nó khô quá, kéo không ra. Cho anh đang giật lại, anh đang dồn quá, giờ dồn dồn. Dồn thôi, không ra đó. Giờ xin chào tất cả các bạn nha. Chào các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Chào. Chào nó kìa.